Rùa sa nhân là một trong 25 loài rùa quý hiếm tại Việt Nam. Tuy nhiên hiện nay do tình trạng phá rừng và săn bắt động vật hoang dã trái phép diễn ra ở một số địa phương đã khiến cho môi trường sống của loài rùa này và nhiều loài động vật quý hiếm khác rơi vào tình trạng mất môi trường sống và ngày càng hạn chế về số lượng. Nhằm bảo tồn các loài động vật nguy cấp quý hiếm này, Trung tâm Bảo tồn rùa Quốc Phương và Chương trình Bảo tồn rùa Châu Á đã phối hợp nghiên cứu sinh sản, cứu hộ, chăm sóc. Vào sáng nay, tại khu vực Vườn Quốc gia Quốc Phương của tỉnh Ninh Bình, 30 cá thể rùa quý hiếm đã được tái thả về rừng. Khoảng 30 cá thể rùa sa nhân, một trong 25 loài rùa đặc hữu của Việt Nam được Trung tâm Bảo tồn rùa Quốc Phương tái thả trong đợt đầu tiên của năm nay. Đây là loại rùa sống trên cạn và nước ngọt, chủ yếu ở các khu rừng nhiệt đới. Chúng được đánh giá là rất quý hiếm, nhưng lại đang có nguy cơ tuyệt chủng. Phần lớn là các cá thể này đều được chuyển giao từ các vụ mua bán động vật trái phép bị tịch thu. Đa số bị thương, nhiễm trùng, bị mất nước và căng thẳng. Quá trình chăm sóc ở trung tâm là cho ăn và trị bệnh đã giúp phục hồi sức khỏe, không còn ký sinh trùng và có thể về với tự nhiên. Trung tâm hiện đang chăm sóc cho 1.000 cá thể rùa ở 23 trên 25 loài. Đây là thuận lợi cũng là khó khăn cho các nhà khoa học, bởi mỗi loài có những tập tính và khu vực sinh sống khác nhau. Tuy nhiên, cách gắn chip và số hiệu trên mỗi cá thể rùa có thể giúp theo dõi và quản lý trong quá trình cứu hộ, nuôi nhốt và xác định đây là cá thể nào khi chúng bị săn bắt, buôn bán trở lại. Thành công đặc biệt là loài rùa sa nhân đã có thể sinh sản trong quá trình nuôi nhốt. Chúng tôi có chương trình nhân đôi sinh sản cụ thể, thí dụ như rùa trung bộ thì chúng tôi đã tiến hành ghép đôi theo dõi bằng phả hệ và cũng phối hợp cùng với chương trình bảo tồn rùa châu Á để có những cái dự án tái thả hay thành lập một cái trung tâm cho riêng rùa trung bộ ở miền Trung của Việt Nam. Hiện nay các nhà khoa học chưa thống kê được số cá thể rùa sa nhân nói riêng và các loài khác ở Việt Nam. Tuy nhiên bảo tồn các loài động vật này sẽ góp phần làm giàu và cân bằng hệ sinh thái. Một tin vui là trong tháng 6 này có thêm 30 cá thể rùa đầu to quý hiếm cũng sẽ được tái thả về tự nhiên.